Theo chứng nhận từ tổ chức Euromonitor, Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Tại Việt Nam hiện nay, Nutrilite có tất cả 13 sản phẩm. Có bao giờ bạn cảm thấy khó khăn vì không biết chọn lựa sản phẩm nào cho phù hợp? Bạn không biết tư vấn cho khách hàng những sản phẩm Nutrilite nào? Trong thực tế, mỗi khi cần tìm ra phương hướng, chúng ta thường dùng đến la bàn. Với la bàn sức khỏe A-Fit, Nutrilite đem đến giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho từng độ tuổi. Bạn muốn biết các nhà phân phối lãnh đạo đã ứng dụng A-Fit như thế nào trong việc kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite? Bạn muốn lắng nghe những câu chuyện thành công, những cách ứng dụng A-Fit hiệu quả trong việc tư vấn bán hàng và đào tạo hệ thống? Tất cả sẽ được bật mí tại buổi tọa đàm chia sẻ bí quyết ứng dụng A-Fit thành công với sự tham gia của các diễn giả là những nhà phân phối lãnh đạo ứng dụng A-Fit thành công nhất. Chúng tôi đã ứng dụng chương trình A-Suite để tư vấn bán hàng cũng như là có những câu chuyện rất là tuyệt vời để gửi tới các anh chị vào trong chương trình tọa đàm với A-Suite vào tháng 2. Và tôi mong muốn rằng các anh chị đừng bỏ lỡ chương trình này, và chắc chắn nó là một chương trình rất hấp dẫn dành cho tất cả các anh chị. Kể từ khi ứng dụng chương trình A-Suite thì kinh doanh của chúng tôi đã phát triển rất là tuyệt vời, đặc biệt là doanh số lưu ra đã được cải thiện đáng kể. Từ khi có chiến dịch A-Suite, tôi đã học hỏi và ứng dụng chương trình thành công. Từ đó kết quả kinh doanh Nutrilite của nhóm chúng tôi đã tăng lên vượt bậc. Và anh chị ạ, nếu anh chị cũng muốn tăng trưởng kết quả kinh doanh Nutrilite của mình, nếu anh chị cũng muốn tăng trưởng doanh số và đặc biệt có được danh hiệu mới trong năm tài chính tới của chúng ta, hãy đến tham dự chương trình tọa đàm Nutrilite A-Suite của chúng ta vào tháng 2 tới. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Chúng tôi tin chắc sau buổi tọa đàm, các bạn sẽ đạt được một bước tiến mới trong việc kinh doanh thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite. Hãy nhanh chóng liên hệ với nhà phân phối lãnh đạo để nhận vé từ 12 tháng 2 năm 2014. Hẹn gặp lại các bạn tại chương trình.